cung mâm xôi với cánh hoa đẹp, tán cây tròn đầy mang ý nghĩa kết thúc một năm cũ qua đi, đón một năm mới xuân mới đầy hy vọng, viên mãn, hạnh phúc, suôn sẻ như những câu chúc ngày Tết mọi người thường chúc nhau. Những màu hoa rực rỡ của cây cúc mâm xôi Hàn Quốc như tăng thêm sự rực rỡ, tươi tắn cho cả năm. Mặt khác, với nhiều gam màu tươi sáng của hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc giúp tăng thêm niềm vui, may mắn và bình an, chào đón một năm mới đầy viên mãn, rực rỡ, tươi tắn cho cả năm. Hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc chủ yếu để phục vụ nhu cầu trang trí của người dân trong ngày đầu năm. Với những chậu kích thước lớn nhỏ sáng tạo và uốn kiểu tùy ý thì sẽ làm nổi bật không gian xung quanh. Hoa cúc mâm xôi mình có thể trang trí tiểu cảnh kết hợp với một số vận dụng khác để tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn. Ngoài ra thì hoa cúc mâm xôi còn được sử dụng nhiều nhất ở những lễ hội hoa đầu xuân, trưng trong dịp lễ Tết. Ngoài mục đích trang trí thì cúc mâm xôi còn rất là tốt để lọc các chất gây ô nhiễm, loại bỏ benzen, các chất gây ung thư như chất dẻo, thuốc lá, chất khử mùi. Trưng bày cúc mâm xôi thì giúp hấp thụ chất độc hại, làm không gian trở nên trong lành, sạch sẽ. Những chậu hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc còn được chọn làm quà tặng trong những dịp khai trương và lễ Tết, mang nhiều ý nghĩa tốt lành. Các bạn có nhu cầu mua cây giống cúc mâm xôi chuẩn thì liên hệ nhà vườn Đạt Nhung nhé.